Hello, xin chào các bạn đã đến các video giải đáp các thắc mắc của những bạn luôn luôn ủng hộ mình, comment mình một cách rất là thân yêu. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, và sau đây chúng ta lại tiếp tục giải đáp thắc mắc cho các bạn. Bây giờ mình sẽ nói là tới bạn Quốc Khôi. Bạn Quốc Khôi, hay quá anh ơi. Hay, cảm ơn bạn. Một lời khen đầu tiên đó là một lời động viên kịch liệt. Cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn Quốc Khôi. Em có tập Miss Savoy và nghe như dịch đẹp. Vậy á, âm thanh nó ngộ lắm và nó không to nữa. Ngộ hả? Làm sao ngộ là sao ta? Ước gì bạn gửi cho mình cái video của bạn khi mà bạn hát cái bài nào đó, ví dụ vậy, thì mình sẽ coi nó ngộ như thế nào. Chứ còn mình ngộ thì biết sao. Nhiều khi đối với bạn là ngộ, nhưng mà đối với người khác là hay. Thì sao, thời buổi bây giờ là giọng ngộ, giọng lạ, giọng độc người ta thích hơn. Cứ gọi giọng mà không có gì đặc biệt, giống như mình đây là đi làm thầy thôi, chứ không có đi hát được. Đi hát thì phải nỗ lực hơn người ta chắc gấp 10 lần. Để làm sao mà để gọi là sáng tạo nên cái kỹ thuật một cái giọng hát đặc biệt. Ok, câu chuyện đó tính sao? Bây giờ câu chuyện mình sẽ giải đáp cho các bạn ha. Ra giọng ngộ lắm thì đó, bạn phải gửi cho mình xem coi. Như còn mà giọng mà như vịt đẹp là như vịt đẹp là như thế nào? Nó không được to và rõ. Không được to và rõ. Nếu như bạn rõ là do khẩu hình của mình, hay là do âm thanh của mình, không to và rõ thì do âm thanh của mình nó không được mở, nó không được mở, không được mở ra và các khoảng vang nó không được vang, và các giọng như là giọng chest voice đây là cái giọng mà giúp cho giọng của mình nó rõ ràng hơn, nó giàu tình cảm hơn. Có thể là khi hát lên cao, phần lớn chúng ta đều bị mất chest voice đó, nên chúng ta bị cái vấn đề đó thì không có gì hết á. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn thêm cho bạn Quốc Khôi và các bạn để giúp cho giọng mình to hơn, rõ hơn. Đầu tiên là phải giữ được cái chest voice. Bạn cứ hát từ những nốt thấp chứ. Đồ Đô, Rê, Mi, Fa, Son, Fa, Mi, Rê, Đô. Đầu tiên là như vậy, giữ được cái chest voice của mình. Muốn giọng mình to, mở các khoảng vang. Mở các khoảng vang ra bằng cách là mở cái phần bên trong của cái vòm miệng mình á, vòm họng mình. Cố gắng làm sao? Nhấc hàm trên, hạ hàm dưới, mở ngang và ngậm một cái gì đó vô trong người. Đồ nằm. Ok. Đó thì đầu tiên các bạn hãy mở, nhấc hàm trên, hạ hàm dưới, mở ngang, ngậm cái gì vô. Rồi ok, mở được cái khoảng vang bên trong nè, rồi đẩy cái âm, cái hơi của mình á, đẩy xéo vô bên trong để âm, cái hơi của mình nó sẽ mở, nó sẽ làm việc với các khoảng vang, cái giọng, và từ đó mình dùng lực mình đẩy ra âm thanh ra phía trước, chạm lên cái khoảng vùng âm thanh của Miss Voice. Đó là xong, là chúng ta sẽ có được một cái Miss Voice to và rõ. Đơn giản, rất là đơn giản. Ví dụ bạn ngậm miệng lại bạn hát thì nó khó to lắm, tại vì nó không có tác động vào các khoảng vang. Vậy thì các bạn phải là tập làm sao để cho các khoảng vang của mình nó mở ra. Ok, rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để mở khoảng vang nha. Rồi, mình sẽ lấy ví dụ ca khúc khúc nào đi, như những phút ban đầu nha. Có một bài Sài Hoài, chắc nhiều người cũng nói lắm mà họ kể đi, Sài Đại đi. Ví dụ thôi mà, ha. Nếu
bạn có nghe được không? Mình đang mở khoảng vang nè. Nếu giờ nếu nỗi tiếc tan trong bao tiếc nuối đến, lúc nào âm thanh bên trong vòng họng mình đây là một kỹ thuật rất là cổ điển. Nếu nỗi tiếc tan trong bao tiếng nuối, trong cái giọng của mình nó luôn có chữ ơ, chữ ô, để nó luôn mở ơ ô ô à. Khi mình mở ra nha, thì mình mở ra như vậy thì mình có tạo cho mình một cái cảm giác là âm thanh của mình tròn đầy hơn, rõ hơn, to hơn, và bắt đầu các khoảng vang nó sẽ làm việc hiệu quả hơn ha. Thử làm một lần nữa nào. Nếu nuôi tiếng tan trong bao tiếng nuôi, tan trong bao tiếng nuôi để yêu thương xa thân xa. Tan trong quên buốt xa và thời gian sẽ qua. Cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mai được không giấu muôn mặt, và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ. Đúng không? Mình hát là lúc nào mình cũng mở như vậy nè. Mơ hồ hoài niệm rơi trong nỗi buồn, hay là tan trong lơ làng. Cuộc đời như con nước cuốn trôi dạt về đâu. Đừng để yêu thương này xa. Đó, đừng để yêu thương này xa quá chân trời. Đừng để ta tan trong. Lúc nào nó cũng phải mơ hết. Đừng để ta tan trong con sông buốt xa. Cô đơn giữa muôn trường quen lá. Lan và mít vội, dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong manh mãi nơi này, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Này người yêu ơi, xin tan trong vòng tay, giữ chặt nhau cho yêu sâu. Thời gian dừng lại nơi đây, trở về những phút giây ban đầu. Thì các trước mình có hướng dẫn rất là nhiều. Đầu tiên là bạn phải đưa âm thanh vào bên trong và để mở các khoảng vang, để head voice và chest voice nó làm việc, nó làm việc hiệu quả. Rồi bắt đầu nó mở ra nè. Dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong manh mãi nơi này, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Này người yêu ơi, xin tan trong vòng tay, giữ chặt nhau cho yêu sâu đậm đầy. Nếu thời gian dừng lại nơi đây, trở về những phút giây mịt
vội mà phút giây ban đầu. Mình chỉ đầu là midboard đó. Đâu đây, rất là dễ, phải mở cái khoảng vang, phải mở bật tập mở đi hả. Nhấc hàm trên, nhấc hàm dưới, bẹt ngang, mở trong. Ôi, dù cho tháng năm kia đổi thay. Ok, chúc các bạn sẽ thành công với video hướng dẫn mở khoảng vang cho các bạn và cho bạn Quốc Khôi, để giọng các bạn có thể to rõ hơn và không bị tập mid voice nghe như vịt đẹp mà tiệt ngộ lắm. Thì có giờ bạn có thể là tiếp tục đặt câu hỏi, trong cái quá trình đó có những cái khó khăn nào và tiếp các bạn cứ đặt câu hỏi ha. Rồi nếu mà các bạn có thể lia vào trong Facebook của mình đó, rồi các bạn quay video, các bạn up lên để cho mình thấy được là giọng của các bạn nó ngộ ngộ như thế nào, nó tẹt tẹt như thế nào, nó sao mình phải biết được đó. Tại chứ vài ba dòng chữ thì mình chỉ là ở đứng một cái góc độ là những cái gì mình rất là chủ quan thôi, mình đã trải qua rồi, mình nghe câu của bạn mình hiểu là như vậy. Nhưng mà thực tế thì các bạn phải cho mình xem video, nghe chất giọng rồi thì mình mới ra đúng những cái phương pháp. Có thật sự là bị như vịt đẹp hay không, có thật ngộ, có ngộ ngộ hay không, hay là giọng của bạn rất là đặc biệt, hay là giọng của bạn là rất là có tiềm năng trở thành một ngôi sao ca nhạc, vẫn có thể ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chúc các bạn luôn vui vẻ, luôn thành công trong cuộc sống. Bye bye. Tôi ác mồ hôi.